Chào bạn, tôi là Bình Kim Cương, pháp danh Minh Trí. Tôi sẽ dẫn thiền trong bài thiền này. Đây là bài thiền giúp chúng ta kết nối với tiền, kết nối với năng lượng của sự trù phú, giàu có, thịnh vượng, đủ đầy. Đây là bài thiền gọi tiền về. Bạn tiền ơi, bạn tiền ơi, bạn tiền ơi, tôi yêu bạn lắm, tôi yêu bạn lắm, bạn tiền ơi. Cho tôi xin lỗi vì trước đây vô tình hay hữu ý tôi đã chưa để tâm đến bạn, tôi đã chưa biết cách yêu thương bạn. Ngày hôm nay tôi nhận ra sai lầm của mình, tôi nhận ra bài học của mình. Tôi xin lỗi bạn, hãy tha lỗi cho tôi. Tôi yêu bạn, tôi cảm ơn bạn, tôi trân trọng bạn. Tôi luôn mở rộng trái tim của mình để đón chờ bạn. Bạn tiền ơi, bạn tiền ơi, bạn tiền ơi, hãy về đây, hãy về đây, hãy về đây. Tôi yêu bạn lắm, hãy về đây, hãy về đây, hãy về đây, để chúng ta cùng nhau thanh tẩy. Hãy về đây, hãy về đây, để chúng ta cùng nhau xây cuộc đời. Hãy về đây, để chúng ta cùng nhau xây đời tươi mới. Hãy về đây, hãy về đây, để chúng ta cùng nhau dựng xây cuộc đời. Tôi yêu bạn lắm, bạn tiền ơi, bạn tiền ơi. Hãy về đây, hãy về đây, để chúng ta cùng bên nhau mỗi ngày. Bạn tiền ơi, tôi mở rộng lòng, mở rộng trái tim của mình đón chào bạn. Bạn hãy về đây, hãy về đây, để chúng ta cùng đến muôn nơi. Hãy về đây, hãy về đây, để chúng ta cùng nhau đi giúp đỡ mọi người. Tôi yêu bạn lắm, hãy về đây, để chúng ta cùng hoàn thành sứ mệnh dựng xây cuộc đời. Hãy về đây, để chúng ta cùng nhau thanh tẩy. Hãy về đây, bạn tiền ơi, để chúng ta cùng nhau mang nụ cười đến muôn nơi. Hãy về đây, hãy về đây, tôi yêu bạn lắm, bạn tiền ơi, bạn tiền ơi, tôi biết ơn bạn, tôi đón nhận bạn. Hãy về đây, để chúng ta cùng nhau thanh tẩy mỗi ngày, để chúng ta cùng nhau yêu thương mỗi phút mỗi giây. Và ở nơi nào đó vẫn đang có những người bạn tiền của bạn chưa được yêu thương, vẫn còn bị bỏ mặc, bạn hãy mời họ đến đây, hãy mời họ đến đây cùng với bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau yêu thương, cùng nhau thanh tẩy, cùng nhau dựng xây cuộc đời, cùng nhau mang nụ cười đến muôn nơi. Tôi biết ơn bạn, tôi yêu bạn lắm, bạn tiền ơi, bạn tiền ơi, hãy về đây, hãy về đây, hãy về đây, hãy về đây, hãy về đây. Chào bạn, tôi là Bình Kim Cương, pháp danh Minh Trí. Tôi sẽ dẫn thiền trong bài thiền này.
Đây là bài thiền giúp chúng ta kết nối với tiền, kết nối với năng lượng.